Vâng, xin chào tất cả mọi người đang theo dõi livestream ngày hôm nay và rất vui được gặp lại mọi người. Hôm nay là một ngày đầu tuần tràn đầy năng lượng tại DK và vừa xong thì chuyên gia của chúng tôi vừa thực hiện xong một ca headshot lông mày cho một vị khách rất là xinh đẹp. Và trước khi trò chuyện cùng chị thì chúng ta hãy cùng quan sát cái hình ảnh trước khi làm nhé mọi người nhé. Và như mọi người có thể thấy thì cái khuôn lông mày cũ của chị này nó không theo khuôn và những cái phần lông mày thừa lởm chởm ra ngoài rất là nhiều. Ngoài ra thì phần đuôi lông mày của chị cũng bị thiếu hụt rất nhiều nữa. Đó, và phần hai đầu lông mày nó cũng không được cân nhau. Đó, và chị đã quyết định đến DK để tân trang lại cho cái cặp lông mày nguyên bản của mình. Và giờ thì chúng ta có thể quan sát cái cặp lông mày mới của chị rất là tự nhiên. Đó, chuyên gia của chúng tôi là đã thực hiện là cái công nghệ Headshot. Đây là cái công nghệ mà khiến cho cặp lông mày tự nhiên hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì tất cả những cái nhược điểm đã hoàn toàn biến mất rồi. Hai phần đầu lông mày của chị đã trở nên cân đối hơn. Và ngoài ra thì phần đuôi lông mày thì như chúng ta, bây giờ em sẽ mời ống kính quay sát hơn một xíu nữa để chúng ta có thể nhìn rõ được cái phần đuôi lông mày mà chuyên gia đã xử lý cho chị nhá. Nhìn như thế này thì chắc chắn là sẽ không thể phân biệt được sợi nào là sợi thật, sợi nào là sợi giả, đúng không mọi người? Đó, bây giờ chị đã có một cặp lông mày rất là đẹp và tự nhiên rồi. Vậy chị ơi, chị có thể chia sẻ một vài những cái cảm nhận là trong khi làm lông mày thì chị thấy thế nào không ạ? Thật ra là chị trước đây chị đã từng tham khảo rồi, chị nghe thì cũng sợ rất là đau, nhưng mà bây giờ hôm nay cho đến ngày hôm nay thì đây làm thì chị thấy cũng rất là hài lòng, vì là cũng không bị đau quá mức tưởng tượng là như mọi người nói, thì chị cũng hài lòng với cả chị chủ nữa. Vâng, nói chung là tất cả những cái trải nghiệm hôm nay nó sẽ khác hoàn toàn so với suy nghĩ của mình lúc trước, đúng không chị? Vâng, và trong quá trình làm chị có cảm thấy khó chịu gì không ạ? Châm chích hay là như thế nào không ạ chị? Chị chỉ thấy hơi châm chích một chút như là kiến cắn thôi, chứ không bị đau nhiều. Quá trình diễn ra rất nhanh phải không chị? Vâng, vậy thì sau khi trải nghiệm xong thì cụ sẽ đi cây với cái cặp lông mày bây giờ em thấy là đã rất là tự nhiên và đẹp rồi. Thì chị có điều gì gửi gắm đến đội ngũ của đi cây không ạ? Chị rất là cảm ơn, tại vì khi mà làm xong lông mày thì chị thấy bộ lông mày của chị nó kiểu tạo lên cái khuôn mặt của chị nó có hồn và có nét hơn. Thì chị chỉ cảm ơn mọi người ở đây, biết cảm ơn mọi người. Dạ vâng, cảm ơn những cái chia sẻ của chị rất là nhiều ạ. Và nếu như mà các chị em đang theo dõi livestream cũng muốn sở hữu cái cặp lông mày tự nhiên và đẹp như của chị thì mọi người đừng quên là đặt lịch trước qua fanpage hoặc là gọi điện đến số hotline ngay ngày hôm nay để nhận được những cái tư vấn chi tiết nhất cho mọi người nhé. Và chúc chị sẽ luôn xinh đẹp và tươi tắn như thế này ạ. Cảm ơn chị rất nhiều và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Xin chào mọi người.